Nam diễn viên xin lỗi, anh yêu em mất ở tuổi 37. Những năm 2010, Chung Lim được báo chí Hàn Quốc gọi là phiên bản nam của Kim Tae Hee. Nam diễn viên vừa qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với ung thư trực tràng. Theo Hero Pop, Chung Lim qua đời ở tuổi 37 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Gia đình xót xa vì diễn viên phim xin lỗi, anh yêu em qua đời ở độ tuổi khá trẻ, đau đớn ở những tháng cuối đời chống chọi bạo bệnh. Thông tin Chung Lim qua đời khiến nhiều đồng nghiệp, người hâm mộ bàng hoàng. Ca sĩ, diễn viên Cho Min A xót xa chia sẻ về đồng nghiệp, Chung Lim là chàng trai có vẻ ngoài trong sáng, hiền lành. Nụ cười ngây thơ của cậu ấy luôn ở mãi trong tâm trí tôi. Giờ đây tôi không thể nào nhìn được nụ cười tươi sáng ấy nữa. Chung Lim sinh năm 1986, tốt nghiệp chuyên ngành múa tại Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc trước khi lấn sân sang diễn xuất. Nam diễn viên được nhiều người biết đến sau bộ phim Xin lỗi, anh yêu em, 2004, sau đó là Giấc mơ thành triệu phú, 2009, Nước mắt và nụ cười, 2010. Năm 2021, Chung Lim kết hôn, dần rút lui khỏi giới giải trí, chuyển sang đại diện bán hàng cho công ty Motor do chưa thể bứt phá thành sao hạng A. Tuy nhiên, nam diễn viên vẫn có lượng khán giả nhất định, một thời gian được báo chí Hàn Quốc gọi là phiên bản nam của Kim Tae Hee nhờ nụ cười trong trẻo, theo Korea Bu. Thời gian qua, làng giải trí Hàn Quốc nhận nhiều tin buồn khi độ tuổi diễn viên, ca sĩ qua đời đều khá trẻ. Giữa tháng 7, WikiTree đưa tin Lee Ji-soo mất ở tuổi 30, tin tức diễn viên hài qua đời đột ngột khiến nhiều đồng nghiệp đau buồn. Nhất là những người nhiều năm làm việc cùng Lee Ji-soo. Lee Ji-soo xuất thân là diễn viên sân khấu kịch Yoon Hyung-bin nổi tiếng ở Hàn Quốc. Cô được WikiTree nhận định là diễn viên đang lên trong làng hài kịch. Cô được nhiều khán giả yêu mến khi tham gia chương trình Comedy Big League của đài TVN, sau đó liên tục xuất hiện ở các show lớn. Chưa đầy một tuần trước, thông tin nữ ca sĩ Lee Sang-eun được phát hiện đột tử trong phòng tắm trước giờ diễn ít phút ở tuổi 46 cũng gây chú ý dư luận Hàn Quốc. Theo người có mặt tại hiện trường, trong buổi diễn ngày 6 tháng 7, nhân viên không thấy Lee Sang-eun dù cách giờ diễn vài phút. Người này sau đó phát hiện Lee Sang-eun bất động trên sàn nhà vệ sinh tầng 3, ngay tại điểm biểu diễn.